đã đến với dự án Shophouse Địa Trung Hải. Và đây là clip em sẽ review chi tiết về khu vực Central Village của dự án Sun Prima Village Primavera Địa Trung Hải Phú Quốc, một cái dự án bất động sản đầy tiềm năng cho các nhà đầu tư và sẽ là điểm hẹn thượng lưu trong tương lai, bao gồm các tổ hợp các cái căn Shophouse với thiết kế Địa Trung Hải của vùng Amalfi nước Ý, lối kiến trúc phóng khoáng của những khối nhà cao tầng trải dài trên các vách đá ngoạn mục bên cái bờ biển xanh ngọc rực rỡ sắc màu và lung linh trong nắng ngay tại Nam Vạn Phú Quốc. Và ở đây thì chúng ta có một cái bãi biển nhân tạo rộng đến 1 hecta, rất là rộng, và đây là bãi biển nhân tạo. Sun Group họ đã thi công hoàn thiện rồi và chúng ta có thể nhìn thấy trên màn hình, đấy là khu vực bãi biển nhân tạo. Ở phía ngoài chính là hai cái giải đất và về sau chủ đầu tư họ sẽ làm thành các cây cầu hôn. Thì các căn Shophouse được xây dựng theo những cái địa thế giật cấp và mặt hướng ra biển với diện tích từ khoảng 120m² trên căn, xây từ 3 đến 5 tầng với cái mặt tiền rộng đến 8m. Thì khách hàng có thể kinh doanh các loại dịch vụ phục vụ khách du lịch mà không bị giới hạn về công năng, từ các cái chuỗi cà phê, nhà hàng, quán bar cho đến karaoke. Và đặc biệt là khu vực Central Village cũng là một khu vực mà chủ tư họ sẽ tự kinh doanh. Với các căn Shophouse Địa Trung Hải thì chúng ta có thể nhìn thấy một cái lối kiến trúc đậm chất Địa Trung Hải đang ở trên màn hình. Ở đây có một cái bể bơi rất là rộng. Bể bơi rất là rộng và giật cấp, nó không giật cấp nhưng nó sẽ tràn bờ và tắm ở đây thì rất là khoái. Nếu mà anh chị nhìn thấy cái bể bơi này nó khá là dài. Và phía dưới thì nó sẽ là các cái câu bộ như kiểu clubhouse, sàn nhảy thì sẽ ở phía dưới. Và nhằm gia tăng trải nghiệm và tạo ra điểm nhấn hút khách du lịch đến tham quan và lưu trú tại khu vực Địa Trung Hải này thì tập đoàn Sun Group đã chuẩn bị khai thác thương mại cái khu Central Village thuộc quần thể dự án Sun Prima Village Primavera với bãi biển nhân tạo và hàng loạt các cái chuỗi tiện ích bao gồm tháp chuông đồng hồ cao tới 87,5m so với mực nước biển. Đây sẽ là cái nơi mà có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt vời hoàng hôn tại biển Nam Phú Quốc, đồng thời ngắm nhìn toàn cảnh dự án Sun Prima Village Primavera Địa Trung Hải. Và tắm biển tại phía bờ Tây Nam này cũng là một cái nơi mà đón hoàng hôn rất là đẹp. Bên cạnh đó thì phía trước bãi biển này về sau chủ đầu tư họ sẽ làm thêm một cái show trình diễn mang thương hiệu là Vortex, là show trình diễn về nhạc nước 3-4D hiệu ứng ở trên mặt biển. Ngoài ra thì trong tương lai sẽ có một cái cây cầu hôn với cái lối kiến trúc chính là biểu tượng cho tình yêu, đấy là nụ hôn. Ở phía trước màn hình chúng ta sẽ có một cái cầu hôn như vậy ở trên mặt biển. Nó sẽ là những cái điểm check in, những cái điểm phải đến tại Nam đảo Phú Quốc. Bắt buộc khi mà anh chị đi du lịch tại Nam Phú Quốc thì chúng ta sẽ đến những khu vực đó. Và trong trung tâm này thì chúng ta có khu làng chính dưới chân tháp đồng hồ được xây 5 tầng. Tầng 1, tầng 2 thì sẽ là các cái khu phố ẩm thực, quán cà phê, nơi quy tụ các chuỗi cửa hàng thời trang lớn, thương hiệu đẳng cấp thế giới. Tầng 3, 4, 5 thì sẽ là các cái tổ hợp thương mại, rạp chiếu phim, siêu thị, khách sạn 5 sao. Và phía trước đây chính là các cái khu clubhouse bao gồm nhà hàng ẩm thực, quán cà phê phục vụ mọi nhu cầu thiết yếu của du khách lưu trú. Bên cạnh đó thì cái khu vực này chúng ta sẽ có một cái hồ bơi rất là rộng. Và ở đây thì nó sẽ là khu vực trung tâm. Và sau này thì chủ đầu tư Sun Group họ sẽ tổ chức các cái màn bắn pháo hoa đặc sắc tại ngay chính bến cảng mùa xuân này. Và ở đây thì ngoài việc mà du khách đến trải nghiệm cái cáp treo Hòn Thơm và có cơ hội được chi tiêu, mua sắm, lưu trú ngay tại Shophouse Địa Trung Hải này, không cần mất thời gian di chuyển quá xa và nhờ vào tiện ích All-in-One tất cả trong một thì được đồng bộ đầy đủ tại dự án Shophouse Địa Trung Hải. Và chúng ta cùng kỳ vọng trong một cái tương lai khoảng 3 đến 5 năm tới thì thực hiện hóa được cái giấc mơ đầu tư kinh doanh kết nối giao thương phồn thịnh tại dự án Shophouse Địa Trung Hải. Đồng hành với Sun Group thì chúng ta có các nhà đầu tư đến từ Hà Nội, Sài Gòn và các cái khu vực trọng điểm khác trải dài trên khắp Việt Nam. Ngoài ra thì rất có một cái lượng khách hàng rất là đông đảo từ Việt Kiều, đấy là những anh chị sinh sống tại nước ngoài cũng đã mang cái dòng tiền về đầu tư tại Việt Nam mình. Đấy là một cái thành công ngoài sự mong đợi của tập đoàn Sun Group cũng như là những cái người bán hàng trực tiếp như em.
Và hy vọng là trong thời gian tới đây thì anh chị tiếp tục ủng hộ và đồng hành cùng tập đoàn Sun Group và sở hữu được những cái dự án bất động sản rất là đặc biệt. Và anh chị đã sống ở nước ngoài, anh chị đã đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới, thì khi mà anh chị đến với những cái sản phẩm của Sun Group thì em chắc chắn là nó sẽ làm hài lòng tất cả các anh chị. Không thể chủ đầu tư nào đáp ứng được một cái tiêu chí mà anh chị đặt ra. Thì ngoài Sun Group ra thì chúng ta rất khó tìm được một cái chủ đầu tư khác trên thị trường mà có một cái sản phẩm bất động sản đầy tinh túy. Và lấy cảm hứng kiến trúc từ Địa Trung Hải phóng khoáng, shophouse Địa Trung Hải này thì được tập đoàn Sun Group phát triển thành cái bến cảng phồn hoa, thừa hưởng lưu lượng người đến ga đi cáp treo Hoàng Thơm. Và chính thiết kế của shophouse này chính là cái điểm nhấn làm bừng sáng cho cả phía Nam đảo Phú Quốc, đặc biệt là cái tháp chuông Venice. Anh chị đã đến thành phố Venice thì anh chị sẽ biết đến cái tháp chuông này, và đây là cái bản Venice phiên bản Việt Nam rất là đẹp, và nó không khác gì phiên bản ở Venice bên Italia cả. Kiến trúc Địa Trung Hải là một cái phong cách kiến trúc xây dựng mang cái tính triết Trung, được bắt đầu vào xuất hiện vào cuối thế kỷ 19 tại Mỹ, nhưng mà nguồn gốc thì từ phía Bắc biển Địa Trung Hải châu Âu. Phong cách Địa Trung Hải nó là sự kết hợp hài hòa của các phong cách Tây Ban Nha thời Phục Hưng, Tây Ban Nha Colonia thuộc địa của Tây Ban Nha, hay là Ý thời Phục Hưng và kiến trúc Gothic ở Venice. Kiến trúc theo phong cách Địa Trung Hải xuất hiện với những cái cung điện, khách sạn, biệt thự, khu nghỉ dưỡng ven biển châu Âu và Mỹ, là một trong những cái phong cách kiến trúc có ảnh hưởng vô cùng lớn đến nhiều quốc gia trên thế giới. Và chính vì vậy thì nó cũng mang một cái niềm cảm hứng tới tập đoàn Sun Group, tới các cái vị lãnh đạo của Sun Group. Họ đã mang cái nền kiến trúc bờ biển Amalfi Ý nổi tiếng nhất của vùng Địa Trung Hải, với những cái quãng biển gồ ghề, vành đá sừng sững và sắc màu rực rỡ của các cái thành phố đẹp như tranh vẽ, thì đã mang về ngay với Phú Quốc này. Và vì yêu mến cái vẻ đẹp mà của Địa Trung Hải, nhà văn Mỹ lỗi lạc là John Steinbeck đã từng đoạt giải Nobel văn học năm 1962 vì đã miêu tả cái khu vực này bằng những cái mỹ từ trong cái cuốn tiểu thuyết Positano được xuất bản năm 1953, trước khi được UNESCO công nhận là di sản thế giới từ năm 1997. Đấy chính là những cái điều thú vị về cái nét kiến trúc Địa Trung Hải. Và thị trấn Amalfi của ngàn năm trước là trung tâm hàng hải phồn thịnh của vùng đất Địa Trung Hải, nay vẫn còn giữ lại những cái nét cổ kính nên thơ và những cái tòa nhà quét vôi trắng trong nền biển trời xanh. Tờ báo Business Insider thì từng có bình chọn Địa Trung Hải, Amalfi là một trong những 10 cái điểm đến du lịch hấp dẫn nhất hành tinh. Và reuterperfect.com cũng đã xếp hạng là một trong 10 điểm đến yêu thích của giới siêu giàu, bên cạnh cái làng chài Pornofino và Bellagio của Ý. Và có một nhà soạn nhạc nổi tiếng người Đức là Richard Wagner cũng đã chọn thị trấn Amalfi làm cái bối cảnh cho vở nhạc kịch Bất Hủ, Pasifae. Đệ nhất mỹ nhân Sophia Loren cũng đã giữ cho mình một căn villa nghỉ dưỡng ngay Amalfi với tầm nhìn hướng ra thẳng biển Địa Trung Hải. Tất cả cũng chỉ vì yêu mến cái vẻ đẹp nơi đây. Và hy vọng những anh chị đã yêu mến tập đoàn Sun Group, đã yêu mến kiến trúc Địa Trung Hải, thì dự án Shophouse Địa Trung Hải của Sun Group chính là một trong những cái sự lựa chọn mà anh chị nên đầu tư ngay thời điểm này, ngay trong mùa dịch Covid, với những cái chính sách bán hàng cực kỳ tốt, hỗ trợ vay vốn ngân hàng lên đến 36 tháng với lãi suất 0%. Và hiện tại thì dự án đã thành hình rồi. Anh chị nào đang quan tâm về dự án bất động sản Shophouse Địa Trung Hải này thì vui lòng liên hệ trực tiếp với em Vinh qua số hotline trên màn hình, hoặc có thể nhắn tin qua Zalo, Viber nếu anh chị đang ở nước ngoài, bên em sẽ phản hồi anh chị. Và bất động sản tại Nam đảo Phú Quốc đang từng ngày đi lên. Sau 5 năm phát triển, Sun Group đã có rất nhiều đóng góp to lớn và vực dậy cái nền kinh tế tại Nam đảo Phú Quốc, biến Nam đảo Phú Quốc thành cái điểm đến thượng lưu của khách hàng. Ở đảo Phú Quốc thì chúng ta sẽ phân chia ra các cái vùng, và tại phía Nam đảo thì sẽ là một cái lượng khách hàng hạng sang
đông đảo thì họ sẽ ghé đến Nam đảo. Ngoài điều kiện thiên nhiên là 18 hòn đảo lớn nhỏ, tất cả các tour du lịch đi ra đảo đều xuống phía Nam đảo này, thì Nam đảo Phú Quốc thì Sun Group lựa chọn những cái vị trí bất động sản đón hoàng hôn và bình minh đẹp nhất tại đảo Phú Quốc, những cái bãi biển thuộc cái top bãi biển đẹp nhất hành tinh. Thì những gì mà Sun Group họ đã làm, họ đã lựa chọn và đã thổi hồn lối kiến trúc ảnh hưởng trên toàn thế giới về với Phú Quốc, thì tạo nên một cái kiệt tác độc bản tại miền nhiệt đới Địa Trung Hải Phú Quốc này. Anh chị đang quan tâm thì vui lòng liên hệ trực tiếp với Vinh qua số hotline trên màn hình. Em dùng cả bên Zalo và Viber, bên em sẽ phản hồi tin nhắn cho anh chị. Và đây là một cái trong những cái clip nói về khu Central Village. Thì chúng ta có thể biết thêm những cái thông tin khác, có thể anh chị đã biết, có thể anh chị chưa biết, để chúng ta có một cái góc nhìn tổng quan tại sao Sun Group lại chọn lối kiến trúc Địa Trung Hải và tại sao lại là Amalfi cổ trấn mà không phải là một cái gì đó khác biệt, tại sao phải là cái lối kiến trúc mà Thiên Minh giả cổ mà không phải là một cái sự màu mè trang hoàng ở phía ngoài. Thì chúng ta đã biết nhiều hơn về các cái dự án của Sun Group, về những cái công trình của Sun Group, thì Shophouse Địa Trung Hải là một trong những cái dự án mà Sun Group họ rất trau chuốt về sản phẩm và tỉ mỉ. AMA01 cũng là một cái lựa chọn rất là xứng đáng cho anh chị khi mà anh chị lựa chọn một trong những cái căn Shophouse đẹp nhất tại đây. Và đây là một cái clip em sẽ nói tổng quan về khu tiện ích Địa Trung Hải. Tới đây thì sẽ có những cái clip nó sẽ chi tiết hơn về khu Central Village cũng như clip flycam toàn cảnh về dự án. Và cảm ơn anh chị đã theo dõi clip này và hẹn gặp lại anh chị ở trong những clip review sau. Xin chào anh chị và hẹn gặp lại.